bài học ở Olympic Salin sẽ giúp cho thầy trò ông Nishino khắc phục được những sai lầm để hướng đến trận quan trọng gặp Việt Nam vào ngày 19 tháng 11. Tôi nghĩ trời mưa đã ảnh hưởng phần nào đến lối chơi bóng không như mong muốn. Rõ ràng Thái Lan chơi không tốt như trận thắng UAE, nhưng việc tấn công không còn như trước. Sau 3 trận đầu tiên, không ai nghĩ Thái Lan thua Malaysia, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến tâm lý của cầu thủ trước trận Việt Nam. Về phần mình, huấn luyện viên Nishino cũng bày tỏ quan điểm không quan trọng kết quả thế nào, mấu chốt là sự phát triển của các học trò qua từng trận đấu. Dù kết quả thế nào, mọi người vẫn cần phải tập trung vào chặng đường còn lại. Việc Thái Lan có đi tiếp ở vòng loại World Cup hay không phụ thuộc vào kết quả của 8 trận đấu, chứ không phải chỉ có mỗi trận gặp Việt Nam. Chúng tôi sẽ tập trung giải quyết từng trận một. Với cá nhân tôi không xem trọng kết quả của các trận cầu đã diễn ra trong quá khứ. Quan trọng là chúng tôi phát triển như thế nào ở hiện tại. Tuyển Thái Lan sẽ đến Hà Nội vào lúc 14:30 ngày 16 tháng 11 để chuẩn bị cho trận làm khách gặp thầy trò ông Park Hang-seo vào ngày 19 tháng 11. Trước tới nay luôn đòi hỏi một vận động viên phải hy sinh nhiều thứ trong cuộc sống thường nhật để đổi lấy vinh quang trong các cuộc đấu. Đó là thực tế khắc nghiệt đã được cảnh báo từ trước. Nhưng cái giá phải trả cho ánh hào quang chiến thắng là một cơ thể tàn tạ vì rối loạn chức năng hoạt động của các bộ phận trong cơ thể, một tinh thần suy sụp, thậm chí là có ý định tự tử. Liệu có đáng để chúng ta đánh đổi? Câu chuyện về Mary Kane, nữ vận động viên người Mỹ 23 tuổi, sẽ giúp chúng ta có thêm cái nhìn đa chiều về cuộc đời của các nhà vô địch thể thao đỉnh cao.